Tiếp tục chuyến thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên các đảo Tây Nam. Hôm nay, Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân và đoàn công tác đã đến thăm và chúc Tết cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo Hòn Chuối, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Đoàn đã đến thăm và tặng quà cho các đơn vị trạm radar 615 Hải quân vùng 5, trạm Hải Đăng, đồn biên phòng và tổ nhân dân tự quản đảo Hòn Chuối. Đoàn công tác chúc các đơn vị trên đảo đón Tết cổ truyền của dân tộc yên vui và đầm ấm đồng thời chủ động phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt công tác tuần tra giữ gìn biển đảo